Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi tin tức mới nhất về Biển Đông. Phát hiện âm mưu mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa, tác giả Đăng Khoa. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo South China Morning Post, Trung Quốc đã thay đổi từ ngữ dùng trong quy định hàng hải. Xem mạch đường biển giữa tỉnh Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa là khu vực bờ biển thay vì ngoài khơi. Sự thay đổi từ ngữ này xuất hiện trong phiên bản sửa đổi một quy định có từ năm 1974 liên quan đến các nguyên tắc kỹ thuật cho tàu thuyền di chuyển trên biển. Thay đổi này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Quy định sửa đổi này nối hai điểm ở đảo Hải Nam và ba điểm ở quần đảo Hoàng Sa và xem đó như bờ biển. South China Morning Post đã dẫn ý kiến nhiều nhà quan sát cho rằng bước đi là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc muốn đưa vùng biển tranh chấp vào quyền kiểm soát của mình càng nhiều càng tốt. Theo ông Zhang Yi, chuyên gia về Biển Đông tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, thì bước đi này có thể nhằm củng cố hơn sự quản lý trái phép của Bắc Kinh đối với quần đảo Hoàng Sa. Thậm chí dù nó không trực tiếp tăng cường kiểm soát, thì nó cũng có tác động này, theo ông Zhang. Nhà nghiên cứu Colin Kaur tại Trường Nghiên cứu Quốc tế và tại Trường Đại học Công nghệ Niawang, Singapore cũng đồng ý nhận định của ông Zhang. Và có thể điều này không phải là chuyện ngạc nhiên, đặc biệt sau khi Bắc Kinh thông báo lập trái phép mà đơn vị hành chính của các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ông Kaur cho biết. Thời gian gần đây, Trung Quốc có nhiều bước đi sử dụng luật nội địa để mong hợp thức hóa yêu cầu chủ quyền trái phép của mình ở Biển Đông và tăng ảnh hưởng ở khu vực. Từ năm 2010, Trung Quốc đã lập 7 tòa án hàng hải và một trong số đó nằm ở cái mà nước này gọi là thành phố Tam Sa. Nước này xem đó là một thành phố thuộc tỉnh Hải Nam. Trung Quốc đơn phương thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa với trụ sở chính quyền đặt ở đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa năm 2012 để quản lý trái phép quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam và cả bãi Macclesfield và bãi cạn Scarborough cùng với một số vùng biển xung quanh. Năm 2013, Trung Quốc đưa ra một số cơ quan hàng hải và chịu sự kiểm soát chung của lực lượng bảo vệ bờ biển nước này. Năm 2017, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc tuyên bố quyền tài phán của nước này mở rộng ra toàn bộ các khu vực nằm dưới sự kiểm soát chủ quyền của Trung Quốc. Trung Quốc hiện đang đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng lớn từ cộng đồng thế giới vì yêu sách chủ quyền phi pháp ở gần như toàn bộ Biển Đông. Đầu tháng này, Mỹ và Úc đã chính thức tuyên bố phản đối yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc là không phù hợp với luật quốc tế. Quý vị vừa theo dõi nội dung Phát hiện âm mưu mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa, tác giả Đăng Khoa. Nguồn của Pháp luật Việt Nam Online.vn đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.